Đây, sau khoảng 50 phút thì mình đã đến được Citadin. Chào các bạn, rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trường Lâm Nguyễn. Thì để tiếp tục video tiếp theo là mình sẽ quay khách sạn Citadin ngày mình đến. Và mình lưu trú ở Citadin này một tuần. Đây, mình lợi dụng hôm nay mình check in, mình vào thì mình quay luôn những cái hình ảnh ở khách sạn Citadin cho mọi người xem. Đây là cái khu vực tiếp tân reception của Citadin đây. Đây là cái trần nhà ở ngay khu vực tiếp tân. Cái sảnh ở Citadin này mình thấy rất là rộng. À, đây cũng khách rất là đông nha. Hiện tại bây giờ mình thấy một cái số khách khách này là khách chờ lấy phòng đây. Gia đình mình đến đây thì khoảng hơn 4 giờ chiều rồi. Thì trong lúc chờ đợi ít phút thì mình cũng đã nhận được phòng ngay tức khắc. Đây, bây giờ gia đình mình đi về phòng. Thì nhân tiện mình nhận phòng là mình vào trong đây mình sẽ quay luôn cho mọi người xem phòng ốc của khách sạn Citadin như thế nào nha. Thì đầu tiên khi bước chân vào trong cái hotel này đó thì phòng của mình có máy lạnh nè, có lò vi sóng nè, có bếp từ nè, có máy giặt nè, rồi có máy cà phê nữa nè, rồi bình trà, nước trà uống, nói chung giống như một cái apartment vậy á. Thì ở giữa là cái phòng khách chung cho hai phòng. Bên đây là phòng hai giường. Hai giường này thì dành riêng cho hai thằng cháu ngoại lớn của mình. Phòng thì có đầy đủ tất cả. Còn phòng khách cũng khá lớn nữa nha. Đầy đủ hết, không có thiếu gì cả. Có ghế salon rồi. Nói chung ra là phòng khách, phòng ngủ cũng rất là lớn. Còn phòng bên đây là phòng vợ chồng. Phòng này cũng rất là lớn luôn. Nói chung phòng này chỉ có một giường to thôi. Thì ở bên đây, hai bên tủ, đây là tủ âm tường nha. Ở bên cu loa thì đi vô cho phòng tắm thì có bê nhoa nè. Có cái phòng tắm đứng nữa nè. Phòng tắm này không, phải nói là rộng, rộng lắm. Cái này cũng phải là 20 mấy mét á. Có đầy đủ hết, bê nhoa rồi, có lavabo, có toilet rồi. Hai cái lavabo là phòng này coi như là phòng của vợ chồng nha. Coi như là phòng của vợ chồng mình đó. Ở bên trái bên phải mình đều có cái tủ đựng quần áo ấy, với cái két sắt, bàn ủi với lại máy sấy tóc. Còn phòng bên kia của mình đâu? Hai người. Đây, cái hành lang mình thấy ở đây rất là rộng nha. Họ có tới 5 cái cầu thang máy ở Citadin này đây. Có 5 cái cầu thang máy. Đây là cái phòng thứ hai nha. Đây là phòng thứ hai, cũng giống như ở bên kia. À, có cái giường bê nữa nè. Ồ, quá đã luôn. Phòng đẹp ghê chứ. Đây. À, bên trong là phòng tắm. Bên trái, bên phải mình đều có tủ hết nha. Có bàn ủi, có đầy đủ hết. Có bàn ủi, có két sắt, có máy sấy tóc. À, nói chung ra là ở Citadin là mình thấy rất là good nha, rất là tốt.
coi như là mình mướn hai cái apartment. Mỗi một cái apartment có hai phòng ngủ và một phòng khách. Gia đình mình mướn hai căn như vậy. Nói như vậy cho mọi người dễ hiểu. Thì nói chung là cái thiết kế và lại cái kiến trúc ở mỗi phòng của hai căn hộ như vậy đều giống nhau hết. Và cái giá cả gia đình mình mướn vào cái thời điểm mình mướn là 800 euro một đêm. 800 euro cho 6 đêm. Thì một đêm khoảng chừng 130 mấy euro đó. Vào cái thời điểm tháng 7. Còn vào cái thời điểm bây giờ đó, nếu mà các bạn lên trên Booking xem á, thì cái giá khoảng chừng tháng 3 nghe, mình chỉ coi tháng 3 thôi để mình ước chừng á, thì cái giá khoảng chừng 90 mấy đồng. Tức là mình có hai phòng ngủ, một phòng khách và view biển. Đó, mình nói rõ ràng cho mọi người nghe là như vậy. Thì cái giá cả là khoảng chừng 9 mấy, chưa tới 100 euro. Còn vào những cái thời điểm cao điểm đó thì có thể là nó cao tới 130, 140, 150 tùy theo từng cái tháng trong năm. Và tùy theo cái promotion, tức là cái bớt giá của cái booking nhá, khi mà họ làm cái promotion cho khách hàng mà thường xuyên dùng booking để mà mướn hotel á, thì được bớt rất là nhiều. Và mình là một trong số những người đó. À, thì lý do đó mình nói cho mọi người để mọi người nắm vững vấn đề là giá cả tiền bạc của cái những cái hotel mà mình đã từng ở. Bây giờ thì mình nói là cái khách sạn Citadine là mình mới vừa ở đây thôi, và cái giá cả là như vậy là mình thông báo cho các bạn biết. Kết luận cuối cùng của mình á, thì mình thấy khách sạn Citadine là không có gì để mình chê hết đó. Ăn uống cũng ok, phòng ốc rất là rộng rãi, đi chơi ở ngay trung tâm rất là thuận tiện, tối tối đi bộ tàn tàn rất là thích. Chỗ khách sạn Citadine đến tháp Trầm Hương rất là gần nha. Còn đi qua bên bãi biển cũng rất là gần luôn. Hiện tại bây giờ là 4 giờ 5 chiều mà mình thấy khách họ đến bãi biển họ bơi rất là nhiều. Đây, sau khi lấy phòng xong xuôi thì cả gia đình nhà mình đi xuống tham quan phòng gym. Đấy, đây là phòng gym đây. Đó, mình quay cho mọi người xem nha. Ở đây rất là nhiều máy móc. Đây, mình vô bên trong, mình quay thẳng cho mọi người xem đây. Những cái dàn máy của gym, phòng gym đây. Ở trong phòng gym này á, mình để ý họ mua, họ sắm rất là nhiều máy móc nha. Mà đa số máy móc của họ sắm, họ mua đó, đồ toàn là đồ tốt không thôi, đồ rất là chất lượng. Đây, phòng này mới là thứ thật nè. Đây là cho đàn ông đây. Phòng này là phòng tập tạ đây. Nó quá trời tạ luôn. Nhìn đã mắt luôn á, nhưng mà cái tuổi của mình không có tập được mấy cái này nha. Cái này là cho tuổi trẻ thôi. À, nhìn rất là ngầu. Vâng, bây giờ mời các bạn đi qua tham quan hồ bơi. Wow. Vâng gì tập? Xin đi. Vas-y, tape encore une fois. Tu fais pas quoi? Ah oui. Là bien. Mấy anh cháu ngoài, mày như nào cũng phe boxer nghe. Đây, cặp phòng bên đây là phòng cho mấy cháu nhỏ. À, mình vô trong đây mình quay. Giờ mình vô mình phải cởi giày dép ra. No.
Mình thấy phòng cho các cháu nhỏ mấy tuổi, 3, 4 tuổi, 2, 3 tuổi đến đây chơi cũng rất là vui nha. Ở đây họ đề co rất là dễ thương. Ở khuya phòng gym đó, mình có thể mình vừa tập mình vừa ngắm những nàng tiên cá ở ngoài cái hồ bơi này nha. Đây, sau khi đi tham quan bây giờ tụi nhỏ nó đòi đi đâu chơi thì không biết nữa. Tên Citadine này có tổng cộng là 27 tầng. 27 tầng tất cả. Đi kìa em, đi lâu. Đây, tham quan khu vực nhà hàng. Sí, el restaurant, mira, se parla la. Rồi, hiện tại bây giờ mình đang ở lầu 27, lầu cao nhất của cái hotel Citadine. À, trên đây có Sky Bar, ở trên đây ngó xuống nhìn đã lắm á. Wow, c'est super ça. Cái này là Six Content. À, Six có chỗ ngồi rồi, uống thoải mái luôn. Có cô Vân ở đây nữa là số 1 nữa. Six ngồi đây ngon này nha. Mấy giờ? Cái bar này họ mở cho đến 12 giờ đêm mới đóng cửa. Chắc tối nay hay là tối mai mình với lại thằng con rể lên trên đây ngồi uống nước. Với lại ở trên đây đó, mình ngồi mình ngắm xuống, ai mà không sợ cái độ cao đó, nhìn xuống dưới bãi biển với lại xem du khách với lại dân địa phương họ tắm, nhìn rất là thích nha. Thấy con người có một chút xíu. Đây trước mình cái inbox màu trắng đó là khách sạn Novotel. Cách đây mấy năm về trước mình cũng đã từng ở đây rồi. Ở đây cũng tuần. Thì xa xa đó là tháp Trầm Hương.
Rồi, hiện tại hồi nãy mình đi tham quan là mình dự định đi ghé tưởng nhà hàng tàu, nhưng mà bây giờ họ thay đổi làm cái sky bar ở trên sân thượng, nhìn rất là good luôn. Bây giờ là 6 giờ chiều, tụi nhỏ nó cũng đói rồi, mình cũng vậy nữa. Bây giờ mà cả gia đình đi qua ăn nhà hàng Galangal. Cái nhà hàng này mỗi một lần mà mình đi qua, đi lên Nha Trang chơi á, thì mình ghé lên mình ăn. Đây, kế bên nó có một cái cửa tiệm thực phẩm bán đủ mọi thứ hết. Đây, khu vực thiên đường Mỹ Ý. Thiên đường Mỹ Ý. Đây, cái nhà hàng Galangal. Cũng như là cái quán ngon ở trên Sài Gòn. Đây, mình đi ăn còn rất là sớm nên khách chưa có đông cho lắm. Nói là giống với quán ngon ở Sài Gòn đối diện Dinh Độc Lập thôi, nhưng mà thực chất thì đây không có nhiều món như ở tiệm quán ngon ở Sài Gòn nha. Tiệm quán ngon ở Sài Gòn hoặc là Pasteur hoặc là ở đối diện Dinh Độc Lập mà nó rất là nhiều món. Trong lúc bà xã mình mấy con gái đang lựa menu thì mình quay cho mọi người xem cái menu của cái quán Galangal này có những cái món như thế nào nha. Đầu tiên vào cái menu là cái mâm phố xá sum vầy. Ở đây họ trang trí những cái món ăn trên những cái hình chụp mình thấy rất là đẹp. Nhìn món nào cũng hấp dẫn đấy nha. Mình đã từng ăn nhiều loại cái mâm này, nhưng mà hôm nay mình lại tiếp tục ăn cơm đoàn viên, mình đang thèm cơm. Nem lụi đây, giống như là nem Đặng Văn Quyên đây. Đây là cái món bánh nậm và bánh bột lọc. Đây là món mâm quê, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nói chung là các mâm ở cái Galangal này ăn rồi là khó mà quên. Đây, món bánh khọt. Bánh khọt này mình biết chắc không bằng cô ba bánh khọt cô ba Vũng Tàu quá. Cô bánh khọt cô ba Vũng Tàu ở Sài Gòn nha, mình rất thích ăn ở Sài Gòn. Chứ còn ở Vũng Tàu, ở Vũng Tàu làm không ngon bằng ở Sài Gòn. Bởi vì ở Vũng Tàu họ làm mỡ nhiều quá. Đây, cái món bánh cuốn thịt nướng. Đây gọi cuốn. Ờ, món bánh bèo chén nhìn rất là hấp dẫn nha. Đây, tiếp theo là món bánh khoái. À, bánh khoái là kêu theo kiểu người Huế nhỏ nhỏ. Còn kiểu Trung Nam là bánh xèo. Nhưng mà ở đây mình thấy họ làm nhỏ chứ không có lớn. Cái tiệm Galangal này nãy giờ mình không có để ý, nếu mà cái menu đó họ có ghi cả tiếng Nga nghe. Thì cái tiệm Galangal này họ có bán phở này, phở bò với lại phở gà. Nhà hàng Galangal này mình thấy họ bán rất là nhiều món nha. Ở đây mình thấy họ có bán bún trộn hải sản nè. Rồi có bún riêu nữa. Và lại có món bún bò Huế. Nói chung ra là cái cửa tiệm này đến đây các bạn có thể chọn những món ăn đường phố, lại những món ăn dân dã bình thường, hoặc là ăn sáng, ăn chiều, ăn tối mình có thể kiếm được ở nhà hàng này. Đấy, coi như là mình quay tất cả các menu của cái tiệm Galangal cho mọi người xem rồi đó.
Ở đây chè thì họ có vài món thôi. Chè thì họ có 6 loại chè. Qua xa dây dân, bún bò. Wow, tu manges pas le soja? Đây, hôm nay vợ chồng mình ăn bữa cơm đoàn viên. Thường thường cái menu này là ăn vào dịp Tết, nhưng mà ở đây mình thấy cái menu này ngon nên họ giữ lại, họ làm luôn thành một cái menu bán suốt luôn, trong năm luôn. Cơm đoàn viên thì gồm có cá kho, cá bớp kho nè, có canh chua bạc hà, có cơm trắng nè, có dưa gì đây, rau muống xào thì phải, với lại thịt kho trứng. Còn cháu cho ngoại lớn của mình ăn cái tô bún bò, ăn không, ăn cái tô bún riêu. À, tô bún riêu của cháu ngoại lớn đây. Đây, món bún bò. Đây, món bánh ướt thịt nướng. Món canh chua tôm đây nhìn rất là hấp dẫn nha. Mình móc lên cho mọi coi. Mình mê nhất là cái dọc mùng á, bạc hà, mình mê rất là bạc hà. Đây là món tôm chiên bách hoa nha, nhìn rất là hấp dẫn nha. Đây cái món chiên cơm cá mặn. Tụi nhỏ nó rất là mê cái món này, rất là ngon. Lọc nè, bánh đậm nè, với lại hai món rồi hả? Oh, cái mâm này của nó là trên cột tuyệt vời luôn. Đây tất cả những cái món voi dê nè, có bánh xèo nè, thịt nướng nè, bánh bột lọc nè, bánh đậm nè, nem nướng nè. Nói chung là nem nướng Đậm Văn Quyên đó, đó lại rau giá đầy đủ hết. Đây cái mâm này có cái tên là mâm phố sum vầy. Mình thì mình ăn là bữa cơm đoàn viên. Cơm ananas đây, cơm này cơm bỏ vô chết thơm. Cái chuyến đi du lịch ở Nha Trang lần này thì mình mướn khách sạn Citadin. Thì ở ngay khu này là khu trung tâm rồi. Cái nhà hàng mình hay ăn là Galangan. Mỗi một lần mình đi về Nha Trang du lịch thì mình hay ghé ở đó ăn. Rất là tiện cho vấn đề đi đứng. Hey, tối nay cả gia đình sau khi ăn cơm thì bây giờ đi dạo bờ biển và đi tham quan chợ đêm ở Nha Trang cho các cháu biết. Hiện tại bây giờ mình đang ở trên đường Trần Phú nghe. Trước mặt mình, sau lưng mình là Hotel Citadin. Trước mặt mình bên kia là bãi biển trên đường Trần Phú về đêm. Ở đây họ lên đèn rất là đẹp. Đây, kế bên Citadin có một cái nhà hàng Balabala Restaurant. Đây 62 Trần Phú. Đây, ở trên đường mình thấy người ngoài quốc cũng rất là đông nha. Nhưng mà hình như họ là người Nga chứ không phải là người châu Âu. Ở cái bãi biển Trần Phú mình rất là thích bởi vì họ trồng cây rất là nhiều. Với lại về đêm họ để đèn sáng rực cả một khu luôn. Đó là thành phố Nha Trang về đêm rất là tuyệt vời, rất đẹp.
Tối nay là tối đầu tiên, cũng là ngày đầu tiên các cháu đến Nha Trang và đi tham quan Nha Trang về đêm. Ôi trời, hình như muốn mưa thì phải. À, trước mặt mình đây là cái gì đó, trung tâm hội nghị gì thì phải. Đây, hiện tại bây giờ mình đang đứng trước cái Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Cái tòa nhà này họ xây rất là đẹp, họ để đèn chiếu sáng cả một cái tòa nhà rất là nổi. Thì kế bên cái tòa nhà của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa này là cái chợ đêm. Hôm nay mình dẫn các cháu đi tham quan chợ đêm. Rất tiếc trời ở ngoài đang mưa nè. Mưa hiện tại không có lớn lắm, nhưng mà kệ, cứ đi chơi một chút. Bởi vì trời hôm nay mình thấy không có thấy một cái đám mây nào cả hết. Nhưng mà mưa rơi rất là lạ. Đây, mình quay cho mọi người xem, không biết có thấy không. Đây, dưới lề đường đây nè, ướt nè. Đó, họ phải che dù. Đây, trước mặt mình đây là chợ đêm của Nha Trang đây. Chợ đêm ở Nha Trang thì mình thấy đa số là họ bán đồ lưu niệm, quần áo gì chứ từng, chứ còn ăn uống thì mình không có thấy nha. Ít lắm, không có đông. À, mưa rồi. Đây, mưa mặc kệ mưa, nhưng mà hy vọng rằng đừng có mưa lớn quá. Mình quay phim như vậy mình ướt cả cái telephone. Đó, hôm bữa mình rớt cái telephone ở dưới hồ bơi rồi. Hy vọng không có bị hư cái nào nữa trong chuyến đi chơi lần này. Ali. Trời mưa không lớn nhưng mà đi ở dưới thì 5-10 phút là phải ướt hết người luôn đó. Em dẫn nó vô coi đi kìa, chị vừa được giặt đi. Đây, cái mỗi một lần mình đến khu vực chợ đêm á, thì có cái tiệm chè Ba Tràng. Ở đây phải nói là bán đủ loại hết chè Ba Tràng nha, cái tên cửa tiệm. Đó, trà sữa, chè hạt lác, sữa chua hạt lác. À, cái mỗi một lần đến đây là đi Nha Trang là ghé đây, đến hầu như là nào cũng phải ghé hết á. Anh đi mấy người à? Chưa, bây giờ chưa, cho tụi nhỏ đi chơi cái đó. Còn cái tour panorama này á, phải lại nhớ đến Ý. Đấy, vợ chồng Ý mướn cái nhà ở trên lầu 10, nhìn xuống chợ đêm ở Nha Trang. Đây, trước mặt mình đây là đường Hùng Vương nhá, ngã ba Hùng Vương với ở giữa chợ đêm. Ở cái khu vực này là khu vực cuối của cái chợ đêm Nha Trang, nhưng mà thực chất ở đây phải nói là rất là nhiều cửa tiệm họ bán chè, mà du khách ở đây tập trung vào cái hướng bên đây rất là đông luôn, đông mà đi ngộp cả thở luôn đó. Chứ còn nó không có đông cái kiểu như ở bên hướng đường Trần Phú. Ok, phải nói là tất cả du khách khi mà ghé đến Nha Trang này, đi tới khu chợ đêm vào cái đầu đường Hùng Vương thì sẽ thấy một cái cửa tiệm chè. Chè này có cái tên là chè Ba Tràng. Đây, mình quay cho mọi người xem nha. Đây là những cái tên của món chè với giá cả luôn. Ở đâu có chè Ba Tràng? Ở đâu có chè Ba Tràng? Ở đâu có chè Ba Tràng?
kế bên cái tiệm chè Ba Chàng ấy, thì có cái tiệm bán sinh tố. Ở đây mình thấy trái xoài, trái cây của họ rất là tươi, nhất là trái xoài nhìn rất là bự. Đối diện tiệm chè Ba Chàng là cái tiệm mình thấy họ bán đồ nướng ở đây rất là nhiều, nhưng mà cái chính của họ, họ là pizza Việt Nam miền. À, cái món bánh tráng chiên rồi họ để bên trên trứng rồi mấy cái topping mà ai thích cho tôm hoặc là cho phô mai rồi cho hành nhít, nói chung là nó có nhiều gia vị để có làm thành một cái bánh pizza Việt Nam nha. Đây bây giờ các cháu sau khi mua chè thì các cháu không có ngồi tại chỗ bởi vì không có đủ chỗ cho các cháu ngồi, nên mình mua đồ mình mang đi vừa uống nước luôn. Đây mình quay từ từ ở phía bên kia đường cho mọi người xem ở Nha Trang trên con đường Hùng Vương này có những cái cửa tiệm như thế nào nhá. Đây mình tiếp tục mình quay ở góc đường Hùng Vương. Ở bên hướng này có cái Skyler nè, cái bar nè, có hồ bơi nữa. Ồ, cũng rất là may mắn nha, trời cũng không hết mưa rồi. À, mưa không có lớn lắm, mưa chỉ có một chút thôi. Thì trời tương đối là coi từ giờ đến đêm là không có mưa nữa đó. Trời mát luôn rồi đó. Mình có cảm giác bây giờ ok. Đây là cái tòa tour, mà đây là cái tour panorama, nhưng mà đây là cái cửa vào ở hướng bên đây nha. Đây hiện tại mình đi ngược về đường biệt thự nha, coi như mình đánh một vòng mình về bằng trên con đường này đi về nhà luôn. À, đây không phải đường biệt thự, đây là đường khác, đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai. À, ở đây họ trưng bày những cái đèn trái tim màu đỏ rất là dễ thương. Ở Nha Trang mình thấy có rất nhiều những cái siêu thị nhỏ nhỏ bán suốt đêm luôn. Đây, trước mặt đây là một cái siêu thị Sigoma, xe xích lô đạp điện ở Nha Trang buổi tối làm ăn rất là khấm khá. Thường thì khách du lịch khi đến Nha Trang buổi tối đó, sau khi ăn uống no rồi đó thì họ cũng muốn đi dạo một vòng đường Trần Phú về đêm, nên họ lấy xích lô điện chạy là vui nhất. Không những xe điện mà còn thấy xe ô tô điện nữa. Ô tô điện thì chở được 7 người. Sau khi đi tham quan thành phố Nha Trang về đêm, nhất là chợ đêm, bây giờ các cháu về đến hotel lại muốn đi bơi. Bây giờ là 9 giờ rồi, 10 giờ thì ở khu vực hồ bơi họ sẽ đóng cửa. Nhưng mà tụi cháu của mình nó lại khoái bơi. Bây giờ hiện tại trời sau khi mưa nó hơi ẩm. À, bây giờ ai cũng vô. Quá đã luôn. Oh là là, oh là là, oh là, c'est le meilleur. C'est le meilleur, il a bien sauté. Hey, tụi nhỏ rất là hài lòng nha, rất là ok khi mà ở Citadine. Bây giờ là cũng 9 giờ mấy rồi, 9 giờ 15 rồi. Mấy cha con là chịu xuống dưới nước quậy cũng vui lắm. Mình cũng đang tắm chung với tụi nhỏ đây, nhưng mà hiện tại đang mắc bận quay phim cho mấy đứa bé nên đâm ra mình không có xuống dưới hồ. Chờ con gái mình nó quay cho mình cái đó, mình mới xuống dưới hồ tắm chung với tụi nhỏ. Cho đi đây nè, tao tao chờ xíu.
À, trong. Cái chuyến đi du lịch Nha Trang lần này, cái ngày đầu tiên không thôi mà các cháu nó lợi dụng nó đi chơi tối đa luôn. Đi chơi, đi ăn, đi uống, đi dạo chợ đêm, rồi tối về còn đi ra tắm khuya nữa. Coi như là chơi tới bến luôn. Rồi sáng mai dậy trễ, rồi từ từ tính sáng mai sẽ đi đâu. Bây giờ mình xin tạm dừng cái clip video này đây. Và không quên mến chúc các bạn có một buổi tối ngủ thật ngon, nhiều mộng đẹp. Nhất là thật nhiều sức khỏe. Hẹn các bạn ở những clip video tiếp theo. Oh, c'est bien ça, Kevin. Voilà. Voilà, c'est papa qui fait le concours avec Jason. Ah, Jason, il a perdu.